Động vật nông trại. Farm animals. Chào mừng các bé đến với video học về các loài động vật nông trại. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá và tìm hiểu về những người bạn đáng yêu và thú vị trên nông trại. Các bé sẽ được nghe tên và phiên âm tiếng Anh của từng loài động vật, cùng với hình ảnh sinh động để dễ dàng nhớ và nhận biết chúng. Hãy sẵn sàng để bắt đầu cuộc phiêu lưu khám phá thế giới đa dạng của các loài động vật nông trại. Con gì đây? Con gà. Con gà tiếng Anh đọc là chicken. Chicken. Con gì đây? Con bò. Con bò tiếng Anh đọc là cow. Cow. Con gì đây? Con lợn. Con lợn tiếng Anh đọc là pig. Pig. Con gì đây? Con vịt. Con vịt tiếng Anh đọc là duck. Duck. Con gì đây? Con dê. Con dê tiếng Anh đọc là goat. Goat. Con gì đây? Con ngựa. Con ngựa tiếng Anh đọc là horse. Horse. Con gì đây? Con ngỗng. Con ngỗng tiếng Anh đọc là goose. Goose. Con gì đây? Con cừu. Con cừu tiếng Anh đọc là sheep. Sheep. Chúc mừng các bé đã hoàn thành hành trình học tiếng Anh về các loài động vật nông trại. Các bé đã học được tên và phiên âm tiếng Anh của nhiều loài động vật thú vị. Chúng mình hy vọng rằng các bé đã tận hưởng và học hỏi từ video này. Cảm ơn các bé đã xem video và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong những cuộc phiêu lưu học hỏi tiếp theo. Hãy tiếp tục nỗ lực và đam mê học tiếng Anh. Hẹn gặp lại các bé trong những video tiếp theo. Cuối video đừng quên like và đăng ký kênh để chúng mình lại gặp nhau trong những chủ đề tiếng Anh thú vị tiếp theo.